Xin chào các bác nhá. Hôm nay em review đến các bác một chiếc xe điện trợ lực. Các bác, đấy, một con xe trợ lực. Con này em đã làm lên thành xe tay ga, xe chạy bình thường như xe điện. Đấy. Con này hãng của Honda, khá là đẹp đấy các bác. Đấy. Con này trông rất hình thức của nó rất là đẹp. Con này hãng là của Honda, xe bãi coi nhé. Đây là xe bãi xuất trên thị trường Nhật Bản đấy. Honda này các bác, thương hiệu là thương hiệu Honda đây. Mặt trước đây là Honda đây đấy. Đấy. Con này hình thức rất là trông rất là đẹp về hình thức đấy, chạy phanh như phanh xe đạp này. Đấy. Đấy. Vành là vành nhôm mayơ cũng như mayơ xe đạp luôn. Con này về sử dụng rất là ấy, ghi đông còn bát như là xe đạp. Đấy. Tay phanh cũng thế này các bạn, in ra ban đây, chạy đèn sáng này, đèn rất là sáng này. Đấy. cái này là em độ vào các bác nhá. Cái đèn này em độ vào, và con này em đã độ tay ga rồi, con này độ tay ga rồi nhé các bác nhé. Đấy, độ tay ga rồi. Đây là chìa khóa tắt mở, đèn báo phần trăm của pin này. Con này là chạy bình 24, cái này chạy 24V các bác nhé. Đấy. Con này là chạy 24V đây. Cái bình ở trong vỏ bình này vẫn là vỏ bình xịn luôn đấy các bác nhé. Đấy. Trông rất là đẹp đây các bác. Đấy. Quài nhẹ lắm các bạn, nhẹ trợ lực in Honda, máy ơ sau là đùm số. Con này chạy hai cấp số. Phanh rất là đẹp. Đây em kéo ga cho chạy thử các bác nhé. Kéo ga cho xe chạy thử. Kéo cho nó chạy thử nhé. Đấy. Rất là tít. Tay em đang đẹp kéo ga. Em đã chế thành xe điện rồi, nhưng mà tắt đi đạp vẫn là nhẹ các bạn. Đấy. Rồi em sẽ tắt đi. Đấy. Tắt chìa khóa đi và đạp rất là nhẹ các bạn. Đạp rất nhẹ các bạn. Đấy. Đấy. Hình thức rất là đẹp. Con này em đã chế lên thành xe điện rồi. Con này chạy bằng 24V, chạy hai quả bình của xe điện các bác nhé. Chạy đúng vừa hai quả bình của xe điện là ok. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu thì alo cho em. Em sẽ chụp chi tiết, em gửi hình ảnh cho con xe này. Đấy. Về dáng dấp thì ok đấy. Ok. Rất quá là ok. Em thấy con này nó quá đẹp, em bỏ lấy về một con em review lên cho các bác. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Đấy. Xe trợ lực điện đã được chế thành xe điện rồi. Đấy. Đạp có số, đạp nhẹ như xe đạp thôi nhá. Bác nào có nhu cầu alo cho em. Em cũng xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.